ไอ้อย่างเงี้ยเป็นมึงเหลือจริงเลยนะไปจังเลยไปจังเลย吃的。哦，有点么怪的。啊？啊？Thank you.
Ha ha ha!
đây chó nào, em tắm rồi. Nó tắm nước thuốc này. Anh gọi em nhé. Ôi giời, sướng thế nhỉ. Thơm nha. Thơm thơm nha, sướng nha. Thay cho con hết để gì. Sướng nha. Thích nha. Cắn một tấm nha. Sướng nha. Giờ đây, đây, em bắt được. Lạnh chưa? Nhớ lạnh nhé. Kẹp cho nó đi mà, em nhấn này kẹp cho nó. Đi thoáng đi kẹp cho nó. Nó đang đi rồi. Ngắm nha. Ngắm nhá.
Chúng này cân 6. Đây, cái này rồi. Không có quả to quả bé nhỉ? Có giống nhau không? Không loại. À, không một loại thôi. Ngon không? Ngọt chị ơi ăn. Ừ, đấy không? À, quả nào hỏng thì chị lấy ra. Lấy ra được mà, tách ra cho em. Cần chưa? Đây anh thấy một chùm đẹp. Đó thêm mấy quả nữa nó đủ 2 cân. Ôi giời 2 cân 1, cái này cân. Lấy quả đây, lấy quả đây, quả ngon cái gì? Nhỏ nhỏ. Ngon ngon. Đây chúng này cứ lấy ra cho em cũng sao đâu. Trả lấy không? Được rồi. Chở những cái chú đàn nước không hả? Đúng rồi mà. Chưa chiến mãn được. Ăn ba đi à? Ăn ba đây. Trên cái này cứ ra nhiều tiền đấy. Rồi 9 lạng. À, nhầm 7 lạng. Đấy, lấy 5 lạng. Bảy. Lấy 5 lạng à? Ngon. Ủa rồi chạy dọc cái rồi chứ. Nó này cắt như nhau đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
đi là còn đi quán nữa, mua đồ quán nữa. Ok. Thank you.
ra ăn cơm đi. Nào. Đấy, anh ngồi sang bên này cho ông ngồi bên đấy mẹ. À, ông ngồi bên này. Mẹ cháu cũng chứ nó kiểu chứ. Muối ấm ấm tí tí. Mạnh mà gấp bảo to mọi người. Mẹ bón con nhá. Bố bón đi. Mẹ bón con bố bón. Ăn cơm rồi đấy. Anh lấy tí nước canh nữa. Nước canh này hả? Ăn chai nước canh nhá. Chai nước canh nhá. Anh nhớp nhé. Anh Phương đang bảo con ngủ ăn. Người này rồi rừng. Ăn cá nào? Ăn cá nào? Nhé. Mà có muốn mua kéo không? Giấy kéo đó. Giấy mặt mọi người chín nè. Ăn cơm cho ngon rồi. Mai ai đưa? Bố đưa hay mẹ đưa? Đấy nè. Thank you.
sữa nước gà. Nhã bào chế là tôi hái cây nón là con nhã. Chơi trắng à? Đi anh ơi, đừng nói là em bé rồi. Nhìn hộ à, cháu nhìn hộ bà với. Hai con tư bà ơi. Không có trên 13 thì tao phải nói thế chứ. Đu đu đây. Bếp của nhà lá vườn là chị xử vừa cái nhá. Phải đâu thuê họ đi chờ luôn đi. Thôi, ra làm bát canh gì thôi. Đâu lại vậy? Bảo nó thương xong lại kia lại thương rồi. Thế cho nên là không mua, không nợ có mấy phần. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị ạ. 5 quả chắc là phải thừa. 4 quả thôi. Ờ, 4 quả nó được 5 cân đấy. Thank you.
Thank you.
Thank you.
gì cái gì cũng có, giá chỉ có 39.000 đồng mà thôi. Nồi niêu, xoong chảo, bát đĩa và rất nhiều sản phẩm gia dụng khác chỉ với 39.000 đồng. Đúng vậy, chỉ với 39.000 đồng là bạn có ngay cho mình một sản phẩm ưng ý. Đừng ngần ngại, hãy đến với gian hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ mọi khách hàng, giảm giá cực sốc tổng xả hàng, chổi lau nhà, đồ chơi trẻ em chứa bỏ quà. 39K xin kính chào quý khách. Mời quý khách tham quan và mua sắm tại gian hàng giảm giá của chúng tôi. Quý khách hãy nhanh chân đến với chúng tôi để lựa chọn những sản phẩm ưng ý nhất, rẻ nhất, phù hợp với tất cả các khách hàng. Gì cái gì cũng có, giá chỉ có 39.000 đồng mà thôi. Đồ chơi trẻ em, cốc chén, đây, bình hoa, ông ơi. Bình rượu, vân vân và vân vân. Cháu nếu mà có giờ mấy đồng, 39.000 đồng mà thôi. Cháu cốc chén, bình hoa, bình rượu, vân vân và vân vân. Tất cả chỉ có giá 39.000 đồng mà thôi. Vâng, chỉ có 39.000 đồng là quý khách có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm bất kỳ tại gian hàng của chúng tôi. Máy sấy tóc, máy rũ tóc, ô dù, gì cái gì cũng có, chỉ với 39.000 đồng. Xin trân trọng kính mời. Lầu túi cho chị nhá. Chổi lau nhà, đồ chơi trẻ em, cốc chén, bình hoa, bình rượu, vân vân và vân vân. Tất cả chỉ có giá 39.000 đồng mà thôi. Vâng, chỉ có 39.000 đồng là quý khách có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm bất kỳ tại gian hàng của chúng tôi. Máy sấy tóc, máy rũ tóc, ô dù. Mời quý khách tham quan và mua sắm tại gian hàng giảm giá của chúng tôi. Quý khách hãy nhanh chân đến với chúng tôi để lựa chọn những sản phẩm ưng ý nhất, rẻ nhất, phù hợp với tất cả các khách hàng. Gì cái gì cũng có, giá chỉ có 39.000 đồng mà thôi. Nồi niêu, xoong chảo, bát đĩa, máy rũ tóc, ô dù, gì cái gì cũng có, chỉ với 39.000 đồng. Xin trân trọng kính mời. Thì đặt đây thêm một con cháu ạ. Để cháu nhá. Ôi ôi, nó cắn cả túi ấy. Ghê quá. Mày đúng lúc nó há mồm. Cắn cả túi luôn, sợ luôn. Quý khách hãy nhanh chân đến với chúng tôi để lựa chọn những sản phẩm ưng ý nhất, rẻ nhất, phù hợp với tất cả các khách hàng. Gì cái gì cũng có, giá chỉ có 39.000 đồng mà thôi. Nồi niêu, xoong chảo, bát đĩa và rất nhiều sản phẩm gia dụng khác chỉ với 39.000 đồng. Đúng vậy, cực sốc tổng xả hàng, chổi lau nhà, đồ chơi trẻ em, cốc chén, bình hoa, bình rượu, vân vân và vân vân. Tất cả chỉ có giá 39.000 đồng mà thôi. Vâng, chỉ có 39.000 đồng là quý khách có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm bất kỳ tại gian hàng của chúng tôi. Máy sấy tóc, máy rũ tóc, ô dù, gì cái gì cũng có, chỉ với 39.000 đồng. Xin chào. Không, còn đây có cái khác. Đi qua cốc chén, bình hoa, bình rượu, vân vân và vân vân.
vân vân. Tất cả chỉ có giá 39.000 đồng mà thôi. Vâng, đừng ngần ngại, hãy đến với gian hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ mọi khách hàng. Giảm giá cực sốc tổng xả hàng, chổi lau nhà, đồ chơi trẻ em, cốc chén, bình hoa, ô dù. Di dì 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 cái gì cũng có, chỉ với 39.000 đồng. Xin trân trọng kính mời. Chổi lau nhà, đồ chơi trẻ em, cốc chén, bình hoa, bình rượu, vân vân và vân vân. Tất cả chỉ có giá 39.000 đồng mà thôi. Vâng, chỉ có 39.000 đồng là quý khách có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm bất kỳ tại gian hàng của chúng tôi. Máy sấy tóc, máy giấy tóc, ông dù, di dì 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 cái gì cũng có, chỉ với... Kính chào quý khách, mời quý khách tham quan. Đi qua, ngó qua, chớ bỏ qua. Đồng mà thôi. Vâng, chỉ có 39.000 đồng là quý khách có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm bất kỳ tại gian hàng của chúng tôi. Máy sấy tóc, máy giấy tóc, ô dù, gì cái gì cũng có. Chỉ với 39.000 đồng, xin trân trọng kính mời. Vì cái gì cũng có, giá chỉ có 39.000 đồng mà thôi. Nồi niêu, song chảo, bát đĩa và rất nhiều sản phẩm gia dụng khác chỉ với 39.000 đồng. Đúng vậy, chỉ với 39.000 đồng là bạn có ngay cho mình một sản phẩm ưng ý. Đừng ngần ngại, hãy đến với gian hàng của chúng tôi. Chúng tôi là gian hàng của chúng tôi. Máy sấy tóc, máy giấy tóc, ô dù, gì cái gì cũng có, chỉ với 39.000 đồng. Giá chỉ có 39.000 đồng mà thôi. Nồi niêu, song chảo, bát đĩa.
quạt, là đi quạt. Wow.
Thank you.
ra đây ăn đậu cọ này, ăn cơm với em. Ra, ra đi. Ây da, con nấu gì đấy? Em vừa nấu đậu cọ với ông. Ngon thế nhỉ? Ăn thử xem. Ăn thử món em nấu rồi. Ngon quá. Thịt cũng mèo rồi. Khá ốm. Ông nhận đầu to đấy nhỉ? Ở bờ mương. Chấm đây anh. Chanh á. Anh cắt vào. Ngon quá. Ốc to vô. Ăn con này à? Ăn to thế này. To rồi nữa ngon. Béo mà gậy luôn. Ăn miếng sườn. Ngon quá. Cái nào còn muốn một cái mang về à? Lấy hết rồi. Thử còn cái nào để mai lại nấu tiếp. Ngon không? Ăn nóng này anh. Ngon, nhỏ quá. Nhỏ rồi. Vừa. Ăn nữa không? Anh hỏi anh hỏi. Anh hỏi anh nhỏ quá. Thôi, nhỏ rồi. Thank you.
Một lừ luôn, tao rượu ngọt như đường luôn. Đúng rồi đấy.
Con no thì say lăn đùng rồi đấy. Ông mệt thôi. Ông mệt nó không xương mấy đâu. Ông này là đang bị đỡ hơn. Ông khoái mấy ông ấy còn chết người luôn. Ông khoái cháu còn phải đi truyền mà. Không lấy được ông đâu. Tôi bỏng nữa không? Này, người ta mời vui mang cái việc thào đi. Tôi bỏng nữa không? Có hôm á, mình mua cái bữa ăn cơm xong rồi. Chưa lấy mấy cái măng em đi chị. Không chịu làm đâu rồi. Không ăn nữa đã toàn ăn đồ ăn xong rồi. Đấy, đó là đồ biển. Cái này có mấy. Mấy cái này làm chưa hiểu. Tao đây bí đi. Măng ơi, măng nặng này. Bánh măng măng sống thế nào ạ? Măng tre, măng nứa. Ăn thơm mà. Đây là cái thuốc này 20.000 nữa. Món gì không ạ? Không có mà chị quả đấy rồi là vừa tầm đẹp đấy. Đấy chị lấy rồi. Đó, mới lừa nó vừa sợ. Bà lấy văn nghệ như cơm bữa. À, có cái máy đi đâu ngày xưa chị đoàn tài xế thì khắc cái đèn cái củi. Tốt lắm rẻ đi. Mấy bây giờ 7.000 không? Mất nước.
Thank you.
Hả? Tiếp xúc chuyện đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hãy mãi. Còn má cả lắm. Ờ, chào chào. Hãy cho lòng điện thoại ở mẹ nhà nha Hơn. Cái tiền đó. Thôi bây giờ cứ đánh lắm. Chào mẹ số điện thoại mà lòng á đấy. Thảm ơi. Bắt bị đi chứ. Quá mẹ. Mẹ quá. Vậy nó đâu mà ghê thế. Hơn người đây bây. Không phải đâu à? Không biết cái gì mà lấy. Rồi, thấy rất là lạ. Lạ không? Bác nhìn thấy không? Có loại dứa này kìa. Cái này nhộm này, lấy cái gì này nó chả đen, nó chả màu. Mình không nướng thịt đỏ, đúng rồi chị ạ. Nè, nướng thịt đỏ này, nó sẽ thấy cái đầu còn đỏ như vô đấy. Bánh tay luôn là thăm để làm tạch bánh cháy nhá. Ờ, mà cứ cái tạch bánh phì, bánh cháy. Đi đây, bố đi rồi, trở về nhá nhá. Này, mình đến mà để mình chai là mừng. Ơi!
đi về đây với mẹ ăn hóa nào. Bà nội ra với con ăn hóa này. Mình ăn giỏi quá nhỉ. Đấy, ngồi lên đây ăn hóa này. Ui, cào quá. Đã rồi, ghế cào quá. Có nhiều mật đấy, lắm. Nhiều mật lắm, ăn miếng nào nào. Thế ăn miếng nào đấy, nhiều con ngon không? Ăn miếng nhá. Đây mẹ cũng ăn một miếng nào, xem mẹ ăn miếng to hơn ai nhỉ. Đó. Ngon nhỉ. Đấy, đúng rồi, ăn miếng to lắm. Đúng rồi. Thế ngon nhỉ Bảo nhỉ. Mẹ ăn không? Ngon biết. Hôm nay đánh ngon biết. Rồi, đẹp mắt không? Ăn được, ăn hết. Ngon lắm nè. Ngon nào hết. Em ơi, ngon lắm nè. Cho ăn kẹo đấy nè. Ngon quá. Cái bà nội gội đầu nhá. Trời nhá, tí mẹ gội đầu cho con gà nhá. Đấy, đi gà nhá. Mẹ gội đầu cho bà đấy. Mẹ đi gội đầu ấy. Nước sôi rồi. Phải có lửa, có lửa rồi đi. Nước sôi. Mẹ ơi, đi gội đầu. Dứa đấy. Dứa chứ. Mẹ một cái chủ hướng tóc nữa. Cội bà hẳn vào đây đi. Mẹ cội hẳn vào đây. Cội hẳn vào đây. Không có dấu hụi nước trắng trắng thì pha ly. Dứa lắm mẹ. Dứa lắm. Quan trọng cái này đỡ ngứa tóc đấy, cỏ bảo gội cái này đỡ ngứa. Em thấy gâu thì ra thôi mẹ. Nước có đục đấy, đục rồi ấy.
bạc 4.500, dưới dưới có 19.500 thôi đúng. Đây là hộp này ạ. Dạ, không được.
ba con. Nào, đây bà mới giường cho. Cháu, anh ơi. Anh có đường lên trên này. Mình cũng mới được ạ. Nhắn 2.000 cất ở đâu về đấy? Đấy. Không không, đừng có nói nhắn em ăn. Về ai ăn, hàng xóm ai ăn thì cô cho. Mình cứ là căng là căng nhỉ. Cái Giang bán này rất hàng nhỉ. Ở dạo này là không thấy. Lúc cô ngủ nghe đài báo mưa nhá Dũng ơi. Thank you.
Thank you.